À, chúc mừng các bạn, đây là con khủng long trong Time Four của chủ nhân thứ 6. Và đây là hàng hai mấy năm về trước. Nhà mình mua thì nó được nguyên siêu của Bandai. À, biết lý do tại sao mình mua con này, nó là nó rất là hay, là nó điều khiển bằng cái này này. Cái điện thoại á, không phải cái điện thoại mà là cái thiết bị biến hình đó. Dạ, nó là nguyên siêu đó mấy bạn. Và nguyên siêu, và chúng ta sẽ được những cái thứ sau đây. Đấy, khi chúng ta unbox nó ra, chúng ta sẽ được một cái con robot T-Rex của sinh nhật thứ 6. Một loạt các khẩu đạn mà chúng ta đi lắp vào đây. Và cánh tay của khủng long, cái đuôi của nó. Và cái điều khiển của nó, con này. Và mình sẽ thử như sau, mình sẽ thử cho các bạn thấy được cái đồ chơi 20 năm nó như thế nào. Mình sẽ thử con này thôi nhé. Mình sẽ gắn những cái thiết bị này, mình thử con này thôi. Với con này thôi, còn bên này mình sẽ không gắn vào. Cho các bạn xem thử, mặc dù nó là nguyên siêu đó, còn nguyên decal luôn nhưng... Thank you.
vì nó là món đồ chơi của 20 năm. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái chuyện là mua nó rất là hên xui và nó bị delay cái điều khiển của nó rất là nhiều. Nhưng con này nhá, con này theo mình nó rất là đẹp nha các bạn, nó đẹp rất là nhiều và cái chi tiết của nó rất là đã. Tiếc rằng con của mình thì nó lại bị cái việc đó là cái điều khiển nó không có ăn liền ngay được lập tức, mà rất là lâu để nó có thể ăn được cái điều khiển, rất là chán. Và đó là cái thứ mà mình không thích ở những cái món đồ chơi mà nó lại có động cơ, đã cộng cơ mà còn có cảm ứng nữa và điều khiển từ xa. Ui. À, cảm ơn các bạn đã xem video mình tới đây nha.